chào các bạn nha. Hôm nay thì mình cũng ngày nghỉ mình đi câu bạn. Bây giờ mình cũng mới vừa tới chỗ câu thôi. Bây giờ mình chuẩn bị thả bạn mình xuống đây. Bây giờ mình sẽ ghe chiếc xe mình xuống đó, mình cho chiếc tàu xuống nước rồi bắt đầu mình chạy đi để thả tàu xuống. Bây giờ mình ghe xuống cho chiếc tàu nó nổi lên, bắt đầu mình chạy xe lên rồi mình đi. Cái này là cái hồ nhân tạo bạn. Còn riêng mỗi người vô trong đây là mỗi người là 3 đồng thôi. Thả tàu ở đầu thì tự do. Còn trẻ em từ 3 tuổi cho tuổi tới xuống thì không tính tiền. Còn người lớn từ 62 trở lên thì cũng không tính tiền luôn. Giờ mình sẽ đi lên cái này. Cái hồ này là hồ nhân tạo. Làm cũng khá rộng, bề ngang khoảng 1 km, bề dài khoảng 10 mấy km. Nó có 2 cổng, đây là cổng dưới, còn có 1 cổng trên. Trên kia cách khoảng 10 km chạy thẳng lên hướng đó thì có cái cổng trên kia nè. Giờ mình sẽ thả xuống. Bữa nay im gió, hy vọng ngon. Giờ mình xả xuống rồi bắt đầu mình chạy đi câu. Giờ mình ghe xuống. Tàu mình cũng mới vừa thả xuống xong á. Giờ mình sẽ cột vô đây rồi mình chạy xe mình lên, mình đậu ở trên đó rồi mình sẽ đi. Giờ mình cột vô đây. Rồi bây giờ mình xuống này là mình sẽ chạy vào đến chỗ cầu. Từ đây tới chỗ cầu mình chắc khoảng 1 km thôi. Tới chỗ rồi bạn, giờ mình chuẩn bị để xuống cầu. Đâu chặn hai nước đâu chặn 40 cm thôi. Lên hàng á. Đây cái này lôi nữa nè. Lôi. Cái sọc nó bự ra. Ok bạn, hai con. Giờ mình gửi ra mình rộng nó luôn. Cái câu bự ra. Đây cho các bạn xem thành quả các bạn nè. Đây. Cùng mười mấy con. Giờ sóng gió quá rồi, giờ mình cũng sẵn về bạn. Tới đây cũng chào tạm biệt các bạn luôn nha. Hẹn gặp các bạn sau. Cảm ơn các bạn đã xem với mình. Bye.